Học trò bái kiến ân sư. Quả nhiên là ngươi, mau đứng lên đi. Tạ ân sư. Sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Học trò được phái đến Đăng Châu để nhậm chức thông phán. Ồ, có phải hoàng thượng khâm phái không? Đúng vậy. Chức vụ thông phán đa số là thân tín của hoàng thượng, chứng tỏ hoàng thượng rất ân sủng ngươi. Ngươi phải tận tâm tận lực mới được. Học trò nhất định làm hết sức mình. Ngươi có thân tín đi theo không? Điều này... Bao đại nhân, thiếu gia không chịu dẫn ai theo, chỉ có Đường Phúc với thư đồng Vũ Trúc đi theo hầu hạ. Sao lại vậy? Học trò nhận thấy nếu như đã phụng chỉ nhậm chức thì không nên quá phô trương. An phận thanh liêm, không hề kiêu ngạo. Có con như vậy, dưới cửu tuyền cha người cũng được an ủi rồi. Tiên phụ với ân sư từng nhậm chức ở Ngự Sử Đài, đều được người đời xưng là quan thanh liêm. Lúc nào học trò cũng xem ngôn hành của hai vị là tấm gương, xưa nay không dám có sai sót. Nhưng đến nơi xa xôi lại có trọng trách trên người, vẫn phải chú ý an toàn. Bổn phủ phái mấy binh sĩ cùng đi theo với người. Hậu ái của ân sư học trò ghi nhận, nhưng mà ngày mai đã đến Đăng Châu rồi, không cần phải lo lắng đến an toàn. Hơn nữa, học trò muốn nhân cơ hội này di phục suốt tuần. Nếu như có binh sĩ đi theo thì e rằng bất tiện. Đường đại nhân lo lắng rất đúng. Nhưng mà đại nhân à, an toàn của Đường đại nhân khá quan trọng, hay là để cho Triển cô nương cùng đi? Bao đại nhân, được lắm, tiểu nữ đi với hắn, tiểu nữ có thể phụ trách an toàn cho hắn. Triển dân, an toàn của Đường đại nhân huynh phụ trách, muội không cần đi. Nếu huynh đi, an toàn của bao đại nhân ai phụ trách? Triển hồ về, bổ phủ có lòng tin ở Triển cô nương, hãy để cô ấy đi đi. Dạ. Ân sư, như vậy có phải không ổn không? Không có gì không ổn. Bổ phủ tin rằng cô ấy có thể bảo vệ người. Nhưng mà có lỡ mất hành trình của ân sư hay không? Sau khi đại nhân thị sát biên phòng thì sẽ đến Đăng Châu, không lỡ mất hành trình đâu. Đường chân, nếu ngươi còn từ chối, tức là kiêu ngạo rồi đó. Học trò không dám. Chẳng qua là... Sao vậy, không hoan nghênh ta sao? Không. Chỉ là cô nương là phận nữ nhi. Phận nữ nhi thì sao? Thấp hơn đàn ông các ngươi nửa cái đầu hả? Chẳng qua là đi cùng tại hạ khá bất tiện. Có gì mà bất tiện? Ngươi sợ người ta bàn tán phải không? Hay là vậy đi, ta bảo đảm ngươi không khó xử. Bao đại nhân yên tâm, an toàn của hắn tiểu nữ phụ trách. Triển dân, bản thân muội phải cẩn thận đó. Nhưng mà Triển cô nương à, đừng quên mục đích của chuyến đi này nha. Công tôn tiên sinh yên tâm, không có chuyện gì đâu, không thành vấn đề. Được rồi, nếu đã như vậy, chúng ta sẽ gặp nhau ở thành Đăng Châu. Dạ. Khó hiểu thiệt á, tại sao bao đại nhân phải tìm một cô gái đến để bảo vệ thiếu gia? Trời ơi, dù sao có người cũng tốt hơn không. Nếu như có xảy ra chuyện gì, ngươi ra mặt bảo vệ thiếu gia. Điều đó có là gì? Là quan gia, nếu xảy ra chuyện gì tôi có thể bảo vệ ông luôn. Dựa vào ngươi á, ông lão này dựa vào bản thân vẫn tốt hơn nhiều đó.
Nếu như không phải ân sư kiên quyết như vậy, ta tuyệt đối không cho một cô gái đi theo đâu. Sao vậy? Không nhận ra ta sao? Triển Triển công tử, sao không đi tiếp? Mời thiếu gia nhà ông xuống kiệu đi. Công tử muốn nghỉ chân sao? Không phải ta muốn nghỉ chân, mà là chúng ta có khách. Triển Dương, để cho ta. Lên đi, để tụi mày lộ lại. Không ai được bỏ chạy. Các người bỏ chạy thì ai khiêng kiệu? Vậy ta tưởng là Giang Dương đại đạo từ đâu đến nữa. Nhìn dáng vẻ các ngươi đi, có giống đi ăn cướp không hả? Mọi người lên đi. Các ngươi không lên hả? Ta lên đây. Chúng tôi không phải là cướp đâu, chúng tôi là nông dân thôi. Chúng tôi đi. Nếu như là nông dân, tại sao lại cản đường ăn cướp?
Vì quan phủ thu hết lương thực của chúng tôi rồi, già trẻ trong làng đều sắp chết đói rồi, chúng tôi không còn cách nào khác nữa nên mới làm vậy. Thu thuế lương thực là có con số nhất định mà, bây giờ cũng không có hạn hán, sao lại không đủ lương thực để ăn? Quan phủ nói gì phải chống trả giặc ngoài cho nên phải thu thêm lương thực đó. Hả? Có chuyện này sao? Xin tha cho chúng tôi đi. Các người đi đi, sau này đừng làm chuyện cản đường ăn cướp nữa. Cảm ơn. Thôi đi. Cầm lấy, mua lương thực đi. Hả? Cảm ơn. Thôi, về đi, lên lên. Nông dân hiền lành chất phác như vậy, sao lại bị ép buộc đến làm thảo khấu rồi? Đây là đất Đăng Châu, bây giờ phải xem thông phán Đăng Châu mới nhậm chức như ngươi làm sao rồi. Bờ biển bên kia chính là nước Cao Lệ, đi về phía đông chính là nước Hoa. Nơi đây chính là trọng địa biên phòng. Trong mấy năm nay không hề nghe chuyện có dị tộc xâm phạm hải vực. Hơn nữa chú quân ở biên phòng cũng được xem là quân tinh nhuệ. Đại nhân đừng quá lo lắng. Không đâu, đó là việc Cao Lệ với nước Hoa hiện giờ vẫn chưa có thực lực để xâm chiếm Đại Tống. Nếu triều đình không có chuẩn bị trước, không bao lâu sau thì đó là mối họa lớn. Đại nhân lo cho dân cho nước khiến người ta thật khâm phục. Đã nhận bổng lộc của triều đình thì phải tận lực làm tròn chức trách của mình. Bất kể phẩm cấp lớn nhỏ, chức vụ cao thấp đều phải như vậy. Hãy đem đường chân ra nói, tuy chỉ là thông phán một châu, nếu có thể làm tròn chức trách vẫn có thể xem là trụ cột của triều đình, trụ cột của đất nước. Đường Chân là học trò của đại nhân, chắc chắn là đại nhân hiểu hăng lắm. Có cha nào thì sẽ có con đó. Cha hắn cả đời thanh chính cương trực, chắc là không để người ta thất vọng. Chỉ là hắn còn quá trẻ, chưa có đủ kinh nghiệm trong quan phủ địa phương, phải chịu chút thiệt thôi. Đường đại nhân trên đường vất vả rồi. Không dám. Bổng quan mới đến Đăng Châu, mong trình đại nhân chiếu cố cho. Không dám. Mời ngồi. Được. Thông phán là khâm phái của hoàng thượng, cùng nắm giữ chính sự một châu với tri châu, còn có quyền giám sát. Nếu không làm sao có thể nói là quan giám châu. Kể ra sau này còn phải trông cậy vào đường đại nhân đó. Nhớ đề bạc cho hạ quan nghe. Quá lời rồi. Đường đại nhân, nghe nói đại nhân còn có một thân quyến đi cùng. Đó chỉ là bằng hữu của bổng quan, không phải quan quyến, cho nên không tiện đến đây bái kiến, mong đại nhân thông cảm cho. Sao lại như vậy? Nếu đã là bằng hữu thâm giao của đường đại nhân, bổng châu muốn mời cũng không mời được mà. Đúng rồi, không biết đường đại nhân có hài lòng với chỗ ở của mình hay không? Đã tạ thu xếp của trình đại nhân, nhưng mà hơi xa qua một chút, chẳng hay có thể đổi chỗ khác hay không? Không được. Đây chính là quan xá của châu nha Đăng Châu. Thông phán trước đây đều ở đây mà. Nếu đường đại nhân không ở đây, không phải là Đăng Châu không thu xếp chỗ tốt cho đại nhân ở sao? Đại nhân, nhưng mà... Thiếu gia, nếu đây là quan xá của châu nha, lại là ý tốt của trình đại nhân, thiếu gia đừng làm khó người ta mà. Đừng phút. Lão quản gia nói đúng lắm, đường đại nhân đừng có từ chối nữa. Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh.
Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Hay quá, hay quá. Đường đại nhân đến đây nhậm chức, tối nay bổn châu sẽ bày tiệc đón gió cho Đường đại nhân. Xin Đường đại nhân nhất định phải nể mặt đó. Tiếp đãi qua lại thì tốn kém lắm, xin miễn đi vậy. Hey, lễ không được bỏ, không miễn được. Hơn nữa, quan viên châu này và phụ lão địa phương dù sao cũng phải gặp một lần mà. Nhân cơ hội này chúng ta gặp nhau đi. Vậy thiếu gia, Đình đại nhân nói không sai. Thiếu gia vừa mới nhậm chức, đúng là phải gặp mọi người. Cũng được, bổn quan sẽ đến dự. À đúng rồi, Đường đại nhân, vị bằng hữu của đại nhân cũng mời đến dự đi. Điều này có thích hợp không? Hey, thích hợp mà, đương nhiên là thích hợp. Yến tiệc ngoài công vụ không kể đến hình thức, đôi bên phải rút ngắn khoảng cách. Đại nhân vừa mới nhậm chức, không thể lạnh nhạt với người ta mà. Nói ra ngoài, e rằng bổn quan cũng mang tội danh tiếp đãi không được chu đáo. Được rồi, bổn quan sẽ mời hắn đi cùng. Mời ta ăn cơm sao? Đúng vậy. Thiếu gia, tại sao hắn muốn mời Triển công tử dùng cơm vậy? Đây chính là văn quà quan trường. Dù sao chuyện ăn uống họ cũng không móc tiền túi, đều là tiền công quỹ. Công quỹ hả? Ông muốn nói là tiền của triều đình sao? Đúng vậy, nhưng mà tiền của triều đình cũng là lấy từ tiền thuế của bá tánh, cho nên tiền đó là tiền của bá tánh. Cho nên người cướp chúng ta hôm nay, lương thực của đám nông dân đó đã nộp cho quan phủ, sau đó biến thành cái gọi là công quỹ, cuối cùng đem ra mời chúng ta ăn cơm. Điều này gần như là ý này đó. Đường chân Đường đại nhân, vậy thì thứ chúng ta chứa trong bụng tối nay ở đây cũng náo nhiệt thiệt. Quan phủ đại khách cũng không cần xa xỉ như vậy mà. Mời vị thông phán mới nhậm chức như ngươi ăn cơm, không lên đình một chút làm sao có thể tỏ rõ thành ý. Nhưng mà như vậy cũng là quá đáng rồi. Không phải nói rồi sao, họ ăn xương máu của dân, có gì mà đau lòng. Đường đại nhân đến rồi à, mang vào trong, xin mời. Vị này là... Chào Trình đại nhân, tại hạ tên Triển Dân, cảm ơn đại nhân mời tại hạ đến dùng cơm. Hoan nghênh, xin mời. Đừng khách sáo, mời Trình đại nhân vào trước. Được. Đến đây rồi thì vào đi, không thích tính sao? Các vị, vị này chính là quan thông phán mới nhậm chức của Đăng Châu chúng ta, Đường chân Đường đại nhân. Đường đại nhân, hãy để bổn quan lần lượt giới thiệu với đại nhân nghe. Xin làm phiền.
bàn này á đều là hương thân phụ lão của Đăng Châu. Mong cái vị hương thân chiếu cố cho. Còn bàn này á đều là quan viên các cấp của Đăng Châu. Các vị đồng liêu miễn lễ, sau này sẽ ủng hộ thêm. Đường đại nhân, mời. Còn bàn này á đều là quan viên tiền bối trong triều đã cáo lão hồi hương hoặc là đang nghỉ hưu quy ẩn rồi. Đừng chân bái kiến các vị đại nhân. Con của Đường Cơ chẳng qua cũng chỉ có vậy thôi. Được rồi. Chúng ta dùng tiếp đây nha. Đại nhân có quen tiên phụ sao? Từ đại nhân, chẳng lẽ đại nhân đã quên lời dặn của bốn châu rồi sao? Ngươi vì này là Đường đại nhân. Vị Từ Khiêm Từ đại nhân này vốn là hữu tư gián thất phẩm, tuy đã cáo lão hồi hương nhưng vẫn không sửa được tính nóng nảy của gián quan. Mặc kệ ông ta. Người đại nhân à, mời qua bên này. Cạn đi, chúng ta cạn đi. Vị này thì phải trịnh trọng giới thiệu: Tiền Trang Tứ Hải Lý Khôn Lý Trang Chủ. Tiền Trang Tứ Hải tổng cộng có 108 phần trang, phân bố khắp các nơi ở trong nước. Ngay cả tòa Ngân Tân Lâu này cũng là sản nghiệp của Lý Khôn Lý Trang Chủ. Đáng tiếc, thiệt là đáng tiếc. Không biết Triển công tử đáng tiếc điều gì hả? Lý Trang Chủ quả là nhà lớn sản nghiệp lớn. Điều bốn công tử lấy làm tiếc là tuy ông ấy giàu có một phương nhưng không phải không thể làm được gì. Vậy ý của Triển công tử là? Không ngờ Lý Trang Chủ vừa mù vừa điếc lại vừa câm. Người vừa nói ta vừa điếc vừa câm. Thì ra Lý Trang Chủ có thể nghe thấy, nhìn thấy và biết nói chuyện sao? Đúng là thất lễ. Nhưng mà Lý Trang Chủ đã nhìn thấy thông phán mới nhậm chức của Đăng Châu, mệnh quan triều đình được hoàng thượng khâm phái, cũng có thể không đếm xỉa đến, cũng không mở miệng nói một câu, hèn chi tại hạ phải hiểu lầm. Lý Khôn bái kiến Đường đại nhân. Lý Trang Chủ khách sáo rồi. Mọi người ngồi đi. Đường đại nhân mời ngồi. Mời ngồi. Các vị, hôm nay chúng ta đón gió tẩy trần cho Đường đại nhân. Chúng ta hãy cùng cạn ly này đi. Tham quan tử lượng thấp lắm. Không sao cả, Đường đại nhân nhấp môi là được rồi. Nào, vậy được. Cạn nha. Hôm nay hiếm khi hội tụ, không khí quan lạc tuyệt đối không thể thiếu được. Lý Trang Chủ nói có đúng hay không? Điều đó tất nhiên rồi. Lâu quá không gặp đại nhân. Đường đại nhân, con đường này cố tình tới hầu hạ đại nhân đó. Đại nhân. Nè đại nhân. Trời ơi. Trình đại nhân,
Đường đại nhân, ở đây là tửu lầu hay kỷ viện? Chẳng lẽ đường đại nhân không thích thế sao? Qua đây, mau đổi người khác cho đường đại nhân đi. Đổi đến đường đại nhân hài lòng mới thôi. Dạ. Trình đại nhân, bốn quan đi đường mà không cậy xiết, xin cáo lui trước. Đại nhân. Trời ơi, vẫn là còn trẻ mặt mỏng. Đường đại nhân không hiểu tình cảnh, nhưng mà lão phu thì thương hương tiếc ngọc luôn. Lão gia uống nha. Chung đi. Thiếu gia, mọi người về rồi hả? Sao lại như vậy? Thiếu gia đừng giận nữa, giận đến hại thân thì không có đáng đâu. Ta có thể không giận sao? Ta vừa mới nhậm chức thì ở trước mặt ta họ đã không e ngại, dâm loạn hết nối, không trọng người lớn, ngày tháng thường nhật, không phải không xem ai ra gì sao? Theo ta thấy, Lý Khôn của Tiền Trang Tứ Hải chắc chắn có cấu kết với Trình Nguyên. Trình Nguyên cũng đã được không ít lợi ích ở chỗ của hắn ta. Ta đang mắng cho họ một trận, tại sao không tự ngăn cản ta? Trời ơi, thiếu gia của ta, tại sao tính khí của thiếu gia giống hệt lão gia? Có câu hạo hán không chịu thiệt trước mắt. Nếu thiếu gia thật sự muốn mắng, có ai biết họ sẽ đối xử thiếu gia thế nào? Nếu ta sợ, vậy còn là bệnh quan triều đình, thông phán nữa sao? Được. Cho dù thiếu gia không sợ, hả? Bây giờ bọn này thù hay bạn vẫn chưa phân biệt được. Trong một lúc chuyện hỏng hết, ai sẽ giám sát Trình Nguyên? Đang châu này, ai sẽ giúp thiếu gia? Không nhịn làm sao được. Hai hôm nay quả thật có nhiều cảm xúc. Mới đến Đăng Châu thì đã gặp bá tánh nông dân bị nạn đói ép buộc đến trở thành đạo tặc. Bây giờ lại nhìn thấy bọn quan thương cấu kết phung phí xa xỉ đều là ở Đăng Châu, nhưng lại là hai cảnh tượng cực đoan. Nè, thông phán như ngươi không phải là hoàng thượng phái đến sao? Ngươi hãy đến chỗ hoàng thượng kiện đi. Như vậy Trình Nguyên kia sẽ gặp xui xẻo lớn rồi. Muốn bẩm tấu hoàng thượng thì phải có bằng chứng. Ta làm gì có bằng chứng chứ? Phải rồi đó thiếu gia. Cho nên nhịn vẫn hơn, sau khi lấy được chứng cứ mới nói. Thông phán tiền nhiệm đến Đăng Châu cũng lâu rồi phải không? Nghe nói cũng chỉ có 3 tháng. Ba tháng đủ tìm chứng cứ rồi. Chuyện câu kết quan thương giữa Trịnh Nguyên có lẽ là rất lớn. Hơn nữa họ còn làm đến lộ liễu như vậy, không lý nào không tìm được. Nhưng tại sao hắn không bẩm báo với hoàng thượng? Biết đâu hắn không tìm được chứng cứ thì sao? Cũng có khả năng là hắn bị mua chuộc. Có phải vì nguyên nhân này nên hắn mới bị hoàng thượng đổi đi? Hắn không phải bị đổi đi, mà là bị bệnh chết. Vậy sao? Xin mời. Vì trước đây bổn châu không biết đường đại nhân không háo sắc, cho nên tối hôm qua đã mạo phạm đại nhân, xin đại nhân thứ tội. Trình đại nhân, quan lại địa phương uống rượu kêu kỹ nữ, không những làm hại thanh danh quan phủ mà còn vi phạm luật pháp triều đình. Háo sắc hay không không quan trọng, chuyện giao tiếp vô bổ cũng không cần thiết. Đường đại nhân không biết thôi, phồn vinh và giàu có của Đăng Châu đều là ủng hộ của thương nhân địa phương, đôi khi chuyện giao tiếp cũng không thể tránh được. Nếu đường đại nhân không thích giao tiếp, sau này bổn châu cố gắng từ chối vậy là được rồi. Cảm ơn Trình đại nhân đã hiểu cho. Bổn quan vừa mới đến đây không biết gì về Đăng Châu, nếu như có lỡ lời mong đại nhân bỏ qua. Trời ơi, đường đại nhân đừng có nói như vậy. Thông phán và giám sát châu chính, sau này có điểm nào đường đại nhân thấy chướng mắt, cứ việc nói thẳng ra. Trong yến tiệc tối hôm qua, những quan viên nghỉ hưu, tiền bối tuổi cao... Nhắc đến bọn người này đúng là khiến người ta đau đầu. Vậy là ý gì? Bọn người cao tuổi này, có người ý mình là nguyên lão tam triều,
Có người cho mình là đã nghỉ nhưng vẫn chưa hưu. Có người còn can thiệp chính sự của bổn châu. Đại nhân nói có phải đau đầu lắm hay không? Các vị tiền bối này học rộng hiểu nhiều, kinh nghiệm phong phú, với chính sự của một châu có lợi chứ không có hại. Bổn quan muốn nhờ vào kinh nghiệm của họ, tốt nhất là có thể bái kiến từng người một, như vậy là tốt nhất. Nhưng theo bổn châu thấy, quan niệm của bọn người này quá cổ hủ, thật ra không gặp cũng được. Nếu như là vậy, tạm thời không nhắc tới họ. Đúng rồi, đừng có nhắc tới họ nữa. Đường đại nhân vừa mới tiếp nhiệm, tại sao không thẩm tra sưu thuế và kho bãi trong mấy năm qua của Đăng Châu? Nên biết chính sự một châu tài chính đi đầu. Sau khi đường đại nhân tìm hiểu rõ, cũng tiện cho việc giao phó với hoàng thượng chứ. Trình đại nhân suy nghĩ thấu đáo, bổn quan cảm kích vô cùng. Không dám không dám. Vậy lát nữa bổn châu sẽ cho mời Thôi quan, Phán quan và các tàu quan đến đây trình báo tất cả tình hình hiện nay của Đăng Châu với đường đại nhân đó. Làm phiền Trình đại nhân. Trên sổ sách tài chính và sưu thuế của Đăng Châu, ngươi không thấy có vấn đề gì sao? Không có. Bất kể là thu, giao nộp, lưu dụng, đều làm theo quy chế của triều đình. Vừa không có ứ động, vừa không có nộp khống báo khống. Còn lương thực thì sao? Chuyện thu lương thực cũng rất hợp lý. Bất kể là nông dân giao nộp hay là quầy hàng lương thực, sổ sách rõ ràng, tồn kho đủ số. Hơn nữa trong 3 năm qua đều không có tình huống tăng thu. Nói như vậy, sổ sách của Đăng Châu có thể nói là làm rất hoàn chỉnh. Không những hoàn chỉnh đầy đủ, mà thậm chí còn có thể nói là lớn nhỏ khớp nhau, không có sai sót. E rằng quan phủ địa phương trong cả nước không có nơi nào sánh bằng. Vậy thì quan viên lớn nhỏ trong châu nha nói thế nào? Đăng Châu trong miệng của họ có thể nói là tấm gương điển hình trong 15 lộ 128 điểm phủ châu quận huyện của triều đình Đại Tống, gần như không có khuyết chỗ nào. Vậy thì lạ thật. Đúng vậy á, nếu như quả thật như vậy, đám nông dân kia tại sao phải cản đường cướp của để trở thành cường đạo? Trong này nhất định là có nội tình, tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Nhưng mà nếu như muốn biết sự thật từ châu nha, bây giờ xem ra không có khả năng rồi. Theo ta thấy, từ miệng của những quan viên nghỉ hưu chắc là nghe được sự thật, tìm được chân tướng. Đúng, nhận xét của ta với công tử hoàn toàn giống nhau. Ta cũng đang định bái kiến từng người một, bắt tay tìm hiểu ở trên người họ. Nếu như người muốn hỏi thăm chuyện này từ những quan viên nghỉ hưu đó thì phải mau chóng đến gặp họ. Trình Nguyên nhất định đã có đề phòng trước. Hình như hắn có ý không cho ta gặp họ. Hắn cho ngươi gặp, chẳng lẽ ngươi không gặp sao? Chỉ là ta không biết là tìm ở đâu thôi. Không thành vấn đề, giao cho ta đi, ta sẽ đi tìm họ. Thiếu gia, có một ông lão tên Từ Khiêm cầu kiến. Ông ta nói tối qua đã gặp thiếu gia. Thiếu gia có tiếp hay không? Đến rất đúng lúc, mà mời ông ta đến đại sảnh nói chuyện đi. Dạ. Thiếu gia quen ổng hả? Ông ta chính là một trong các quan viên đã nghỉ hưu. Vô duyên vô cớ ông ta không tìm đến đây đâu. E rằng muốn tìm được sự thật phải bắt đầu từ ông ta. Để xem ông ta nói như thế nào. Từ lão tiên sinh đại giá đến đây, đừng chân chậm trễ đón tiếp, mong lão tiên sinh tha tội. Thông phán đại nhân, không ngại lão phu đến gây phiền phức sao? Lão tiên sinh là trưởng giả, cũng là lão tiền bối trong triều, đừng chân cho mời chưa chắc sẽ đến, sao lại ngại được? Đứa trẻ này dạy bảo được đó. Lão ba, trước mặt thông phán đại nhân, ông đừng ý mình lớn tuổi. Nè, không được vô lễ. Nếu như chỉ vì một thông phán mới nhậm chức, lão đây cũng sẽ không đến đây đâu. Đúng vậy. Đừng phúc, ông lui đi. Dạ. Lão tiên sinh, theo lời nói tối hôm qua, lão có quen với tiên phụ à? Năm xưa trong lúc cha ngươi mới vào ngự sử đài, lão phu đã nhậm chức hữu tư giá nhiều năm rồi, đều là quan viên của tiên hoàng.
cũng là cùng chức giám gián, cho nên thường có qua lại với nhau. À, thì ra là từ thế bá, tiểu điệt thất lễ rồi. À, năm xưa cha ngươi được người ta xưng là Thanh Chính, chắc là ngươi cũng không làm nhục thanh danh của tiên nhân chứ? À, tiểu điệt không dám. À, hôm nay ta đến không phải để hàn huyên, mà là có chuyện muốn nói với ngươi. Dạ được. Chào lão tiên sinh, tại hạ tên là Triển Dân, là bằng hữu của Đường đại nhân. À, ta nhớ ngươi rồi. Tối hôm qua trực tiếp phê bình Lý Khôn, kinh động mọi người. Ngươi quả thật là có can đảm. Lão tiên sinh quá khen rồi. Hôm nay lão tiên sinh đến chắc là có việc, có gì cứ nói, đừng để ý đến ta. À, lão tiên sinh, tiên sinh không cần để ý, tiểu đệ xin lắng tai nghe. Ừ. Cái gì? Từ Khiêm đến chỗ Đường Chân rồi sao? Đúng vậy, vừa rồi nha dịch của phủ thông phán đến báo, không sai đâu. Ông ta đến đó để làm gì kìa? Điều này thì thuộc hạ không biết. Lão già này đi khắp nơi gây phiền phức cho ta, đến chỗ Đường Chân lại không biết nói nhảm cái gì nữa. Chu Cương. Đại nhân. Bắt đầu từ bây giờ giám sát lão cho ta. Chỉ cần lão rời khỏi phủ thông phán có hành vi gì lập tức hồi báo với ta. Dạ. Hả? Trình Nguyên là tri châu của Đăng Châu, vậy mà còn công khai xem thường Dương Pháp à? Chuyện câu kết giữa hắn và Lý Khôn ở Đăng Châu này ai cũng biết hết. Họ nghe ngược như vậy, chẳng lẽ ở Đăng Châu không có ai quản được họ sao? Có chứ, nhưng mà không làm được gì cả. Vậy là thế nào chứ? Hey, có một số lão thần nghỉ hưu từng ra mặt khiển trách, nhưng lại liên tiếp chết ngoài ý muốn đó. Có chuyện này sao? Bọn họ trên dưới liên kết, thật ra không thể điều tra ra chứng cứ gì, cho nên từ đó về sau không ai dám ra mặt. Sao lại như vậy được chứ? Chẳng lẽ thông phán trước đây đều cá mẹ một lứa với họ sao? Lục Hân thông phán trước đây cũng được xem là quan thanh liêm. Lý Khôn có ý mua chuộc, nhưng mà ông ta không chịu cá mẹ một lứa, khuyên mãi không thành, cho nên đã thông qua mấy ông lão chúng tôi giúp ông ta tìm chứng cứ, chuẩn bị tấu chương để báo lên hoàng thượng. Ê, nhưng tấu chương vẫn chưa gửi lên trên thì đã bệnh chết rồi. Ai, nội bộ đều nói ông ta bị trúng độc mà chết. Hả? Không lẽ ông ta cũng bị Trịnh Nguyên hãm hại? Ai. Ở Đăng Châu không ai làm gì được hắn, chẳng lẽ không thể nhờ đại thần triều đình thay mặt sao? Ai, cũng không được đâu. Lão cũng đã nhờ người quen biết trong triều, nhưng mà vẫn như ném đá xuống biển, không làm được gì. Tiểu điệp biết rồi, chắc là đã có cấu kết với đại thần trong triều, hay là có người chống lưng. Nếu không thì Trình Nguyên kia cũng không dám ngang ngược như vậy đâu. Vậy nói như vậy không ai làm gì được họ rồi. Không, hoàng thượng phái ta đến Đăng Châu, ta chính là mệnh quan triều đình, ta quyết không đứng ngoài chuyện này, quyết không ngồi yên không lo. Ê, ngươi cũng phải thật cẩn thận à, nếu không chú ý không trị được hắn, trái lại sẽ rước họa vào thân. Thế bá yên tâm, tiểu điệt sẽ âm thầm thu thập chứng cứ phạm tội của họ. Trước lúc này tiểu điệt sẽ không bước về động rừng đâu. Chứng cứ bọn ta cực khổ tìm được, cùng với cái chết của Lục Hân đều biến mất rồi. Có một số nhân chứng e rằng cũng không dám đứng ra chỉ chứng. Trình Nguyên đã làm vô số chuyện phi pháp, nhất định có cơ hội tìm được mà. Trình Nguyên kia rất là xảo quyệt, gần như không để lại chứng cứ nào. E rằng muốn tìm chứng cứ của hắn không phải là chuyện dễ đâu. Chuyện này giao cho chúng tôi đi, lão hãy yên tâm. Không sai, chúng ta quyết không để chúng tiêu diêu ngoài vòng pháp luật. Được, bá tánh Đăng Châu trông cậy vào các ngươi. Từ Thế Bá đích thân đến đây, nếu như để Trình Nguyên biết, nhất định gây ra không ít phiền phức. Lần sau không cần đích thân đến đây nữa. Nếu như cần thiết, hãy cho người thông báo, tiêu điệt sẽ nghĩ cách đến đó.
Trời ơi, lão đã gần đất xa trời rồi, cho dù có phải mất mạng cũng không có gì phải sợ. Ê, dù sao lão phải cẩn thận, ít ra để Trình Nguyên không có đề phòng, tiện việc tấn công bất ngờ. Ừ, cũng được. À, các ngươi cũng cẩn thận đó. Lão cáo từ à. Tiểu đệ cung tiễn từ thế bá. Ê, không cần tiễn, lão đây không thích trò này, lão tự về được rồi. Những tiền bối trưởng giả này cả đời cống hiến cho nước, sau lúc tuổi già vẫn không quên triều đình bá tánh, đúng là khiến cho người ta khâm phục. Công tử nhìn đi. Nè, ngươi sao rồi? À, không sao. Vũ Trúc, sao vậy? Ta cũng không biết nữa. Từ lúc sáng sớm tới giờ, thiếu gia đã buồn như vậy rồi. Tiểu công tử, đây chính là nguyên nhân ta mời công tử đến. Ồ. Được phúc. Khi không ông mời Triển Dân đến đây để làm gì? Thiếu gia, ta mời cô ấy đến nghĩ cách giùm thiếu gia. Nghĩ cách gì? Chuyện là vậy. Vì thiếu gia muốn tìm tổ chức của Trình Nguyên nên cảm thấy phiền não, ta mời công tử đến nghĩ cách giùm. Được đó, cái này ta có hứng thú. Không dám làm phiền công tử. Sao lại là làm phiền? Thêm một người nghĩ cách cho người không tốt sao? Bao đại nhân mời công tử đến là để bảo vệ ta. Vậy thì ta không thể giúp điều tra hả? Không phải. Thiếu gia, một mình thiếu gia ở Đăng Châu, cho dù cả ta với Vũ Trúc, chúng ta có thể điều tra được cái gì? Trình Nguyên họ đề phòng thiếu gia còn không kịp, sao lại có cơ hội để thiếu gia điều tra tội chính của họ? Ta biết, nhưng mà làm phiền đến người ta thì ta ngại lắm. Ê, được rồi, chỉ cần ta không gây phiền phức là được rồi. Quyết định vậy đi, ta sẽ giúp ngươi. Vậy thì cảm ơn trước. Ê, cảm ơn cái gì chứ, ta chưa điều tra mà. Nhưng mà một mình ta thì không có được, phải có một trợ thủ. Triển công tử muốn nói tới tôi. Lão quản gia, làm sao ta dám làm phiền ông. Người ta nói chính là hắn. Vũ Trúc. Ta hả? Không sai, chính là ngươi. Nhưng mà Đường Phúc nói không sai, ngươi là thông phán, họ sẽ đề phòng ngươi. Vậy ta thì sao? Ta bận chuyện chăm sóc ông là đủ rồi, còn điều tra gì nữa? Triển công tử, công tử xem thường ta quá rồi. Nhớ năm xưa ta. Được rồi lão quản gia, ông đừng nhớ nữa. Nếu ta muốn điều tra, ông không thích hợp đâu, cho nên chỉ có hắn thôi. Hắn đi có giúp được gì không? Được chứ, chỉ cần ngươi đồng ý. Ta không có ý kiến. Được rồi. Vũ Trúc, chúng ta đi. Trời ơi, lông gà. Trống đây, trống đây. Trời ơi, Trẻ công tử, chúng ta đi đâu vậy? Điều tra dự án Đằng Châu cho thiếu gia nhà ngươi đó. Chúng ta cứ đi lại trên phố thì điều tra được hả? Trống đây, trống đây. Đi theo ta là được. Ghé vô. Cải xanh đây, cải xanh đây. Mời cải xanh, ghé vô, cải xanh tươi. Trẻ công tử, sao công tử không đi nữa? Đến rồi. Đỗ Phường Ngân Câu. Đây chỗ bài bạc mà, chúng ta đến đây làm gì? Đi
Điều này thì ngươi không cần biết. Muốn điều tra ra vấn đề thì phải điều tra từ chỗ này. Chuyện này vậy là sao? Đây gọi là đổ đồ. Bị ném ra ngoài là tốt rồi, nếu còn chấp mê bất ngộ thì thế thảm lắm. Ê, ê, Triệu công tử, chúng ta cũng vào trong đánh bạc hả? Dĩ nhiên, điều này gọi là mượn đánh bạc điều tra. Không đánh được không? Không đánh? Ngươi muốn bị ném ra hả? Nhưng mà xưa nay ta chưa từng đánh bạc mà. Yên tâm đi, có ta. Đúng rồi, vậy là sao?
Nè, cẩn thận nha, đừng chạm vào xiên rồi. Hay là để ta mở đi. Tại rồi. Một đền mười. Chúng đây. Nè. Mọi người qua xem mau đi. Cái của bố sụ kìa. Chúng ta đây chứ. Không những trở mặt còn muốn lật bàn nữa. Nếu như vậy để tình lật giùm ngươi. Đây là ngươi hả? Hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi. Ông chủ đoàn, hắn là bằng hữu chia giao của thông phán đại nhân, chỉ là hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi. Hiểu lầm. Công tử, chúng ta gặp nhau rồi sao? Ta là bổ đầu Đăng Châu Chu Cương. Tối hôm kia đã gặp nhau ở yến tiệc mời thông phán đại nhân rồi. Thì ra là người của nha môn. Tốt lắm. Ông chủ Đỗ Phường Ngân câu này thua tiền muốn xù. Ngươi thấy phải làm sao đây? Điều này ông chủ đoàn, thì ra là bằng hữu của đường đại nhân hả? Hai ta đúng là đã gặp nhau rồi, chỉ là vừa rồi nhất thời tôi không nghĩ ra. Không sao hết, đoàn mẫu sẽ đền. Người đâu, đem tiền đến. Dạ. Bây giờ ông chủ đoàn phóng khoáng thật. Tại sao vừa rồi lại như vậy? Vừa rồi không biết người của mình mà. Công tử, ba tờ này cầm lấy trị thương cho họ đi. Thuộc hạ cho hắn cầm ngân lượng vui vẻ ra về rồi. Vừa làm tốt lắm. Nếu Triển Dân đó không phải là bằng hữu chi giao của đường chân, cũng không theo hắn đến Đăng Châu. Chính là thuộc hạ suy nghĩ tới điều này, cho nên mới kêu đoàn ngũ phối hợp. Đường chân có dáng vẻ đạo mạo bình thản, bổn quan không biết nên ra tay thế nào. Trái lại Triển Dân này là một con đường, lôi kéo hắn trước, sau đó mới tìm điểm yếu của đường chân. Ta không tin có người không thích tiền. Dạ. Triển công tử đã ra mặt rồi. Người làm cái của sòng bạc đó thua đến mồ hôi đầy đầu luôn. Không ngờ công tử có tài đánh bạc như vậy đó. Tài đánh bạc gì chứ, cái ta dùng là công phu cơ bản trong võ học nghe gió định vị thôi. Mỗi một mặt của xí ngầu điểm số đều khác nhau, âm thanh tiếp xúc mặt bàn cũng khác nhau, mọi chuyện đơn giản thôi. Hèn chi lúc nào công tử cũng lắng nghe. Tiền này là công tử thắng về. Trời ơi, ngươi yên tâm đi, ta không giữ lại xài đâu. Thắng được tiền của bọn người đó, chia cho người nghèo đang cần tiền là điều vui sướng nhất. Tuy là đã thắng được tiền, nhưng mà đã điều tra được gì? Đăng Châu có một bộ đầu tên là Chu Cương đang chống lưng cho sòng bạc. Ta đoán hắn nhất định có cấu kết với ông chủ sòng bạc đó.
Tuy rằng triều đình ta vẫn chưa công khai cấm cờ bạc, nhưng mà nghiêm cấm quan phủ có quan hệ với sòng bạc, chính là sợ công khí tư dụng. Ta không nhìn lầm đâu, bọn họ nhất định là chung một thuyền đó. Điều này đã chứng minh cách nói của Từ Khiêm, quan viên Đăng Châu đều có vấn đề. Tình hình quan thương cấu kết cũng khá là nghiêm trọng. Kiện hắn. Thiếu gia, ông lão tên Từ Khiêm lại đến. Vậy sao? Ê, trời đừng phúc. Ông ấy dù sao cũng là mệnh quan triều đình, còn quen biết cha tôi. Ông nên xưng hô lễ phép một chút đi. Được. Ta sẽ sửa đổi. Mời ông ấy đến đại sảnh để nói chuyện. Dạ. Mời Triển công tử cùng đến đại sảnh đi. Dạ. Từ Thế Bá, Tiêu Điệt không phải đã kêu Thế Bá đừng mạo hiểm đến đây sao? Tại sao Thế Bá lại đến rồi? Vì chuyện này rất quan trọng, mạo hiểm lớn cách mấy cũng phải đến. Thật không? Mời thượng tọa. Mời. Dạ mời. Chuyện gì mà quan trọng vậy? Trình Nguyên mượn danh nghĩa triều đình chống giặc thu thêm lương thực, ngươi có biết điều này không? Tiểu Điệt đang nghe rồi, nhưng mà không có chứng cứ. Ta thật không hiểu, thu nhiều lương thực có ích lợi gì? Họ cũng không thể ăn hết, báo hại nông dân không có gì để ăn. Lương thực hắn thu về hắn tích trữ lại, sau này lợi dụng mùa màng thất thu khắp nơi thiếu lương thực, bán lương thực này với giá cao để mưu lợi. Ở Đăng Châu hắn làm cách này nhiều năm rồi. Cái gì? Tiền xương máu này cũng dám lấy sao? Tranh lợi với dân vốn đã không nên, đầu cơ tích trữ còn là hành vi của gian thương. Trình Nguyên này đúng là to gan ngông cuồng, xem thường dương pháp. Chuyện này ba tánh Đăng Châu ai cũng biết, nhưng mà không tìm được chứng cứ của hắn. Hôm nay có những ông trời có mắt, để cho lão phu điều tra ra chỗ hắn tích trữ lương thực. Hay quá, có số lương thực đó làm chứng cứ, để xem hắn chối cãi thế nào. Ở đây nè, người xem đi. Xem đi. Châu nhà Đăng Châu, Niêm Phong. Đây là nhà dân mà, tại sao Trình Nguyên lại tích trữ lương thực ở đây? Trời ơi, không có sai đâu. Nếu không xác định, lão không đến thông báo cho các ngươi đâu. Nếu lão tiên sinh khẳng định như vậy, chúng ta vào trong đi. Nếu như Trình Nguyên tích trữ lương thực ở đây, chúng ta vào trong xem xét là lẽ đương nhiên. Nếu như không có, chúng ta không phải tự ý đột nhập nhà dân hay sao? Trời ơi, nếu người lo nhiều như vậy thì đừng làm gì nữa, cứ để Trình Nguyên muốn làm gì thì làm đi. Nhanh lên, bỏ theo ta. Được rồi, chúng ta vào trong. Là ai đột nhập vào ban đêm? Chú Bộ Động. Thì ra
là Đường đại nhân. Có người định báo ở đây có ánh đèn và tiếng người. Không ngờ lại là Đường đại nhân. Đại nhân đêm khuya tới đây có chuyện gì vậy? Chú Bộ Đốc, bổn quan nghe nói nơi này có quyền cơ, cho nên cố tình đến đây xem thử. Đại nhân nhầm lẫn rồi phải không? Căn nhà này đã bị Châu Nha tịch thu, xung công và bỏ trống lâu rồi, đâu còn gì để điều tra. Chú Bộ Đầu thường vào đó sao? Không, sau khi niêm phong chưa từng vào trong. Vậy tại sao Bộ Đầu biết không có gì để tra xét? Điều này... Chú Bộ Đầu, nếu như Bộ Đầu đã đến đây, tại sao không mở cửa kiểm tra đi? Như vậy mọi người sẽ yên tâm hơn. Không được, đây là tài sản đã bị niêm phong, nếu không có lệnh của Trình đại nhân không ai được phép điều tra. To gan. Ừ, không dám. Thông phán với Châu Quang cùng quản lý Châu Chính, chẳng lẽ trong mắt của người không có bổn quan thông phán Đăng Châu này sao? Tôi hạ không dám. Nếu đã như vậy thì mở cửa ra đi. Dạ, tôi hạ tuân lệnh. Dạ. Nè, ta vào được rồi. Thì đã từ đại nhân cũng đến rồi ha. Hèn chi Đường đại nhân vừa mới tới Đăng Châu đã có thể đến vào ban đêm. Trịnh công tử, điều tra được gì rồi? Một căn nhà trống điều tra được gì chứ? Vậy được rồi, coi như chúng ta uổng công một chuyến. Chú Bộ Đầu nói không sai chút nào. Đường đại nhân còn điều gì căn dặn không ha? Thuộc hạ sẽ làm ngay. Còn được rồi, chúng ta đừng làm mất thời gian của chú Bộ Đầu nữa. Đi về. Về thôi. Thuộc hạ cung tiễn Đường đại nhân. Niêm phong cửa đi. Dạ. Tại sao vừa rồi ngươi không cho ta hỏi Chu Cương? Tại vì trong nhà không có gì hết mà. Ê. Không lý nào. Rõ ràng có người nói với lão nhìn thấy người trong nhà mông đưa lương thực vào trong đó. Lúc ban ngày chính mắt lão nhìn thấy có người ra vào mà. Trong nhà đúng là không có gì hết, nhưng mà ta lại tìm thấy cái này. Cái này ở đâu ra? Lượm trên sàn nhà. Ta nói không sai mà. Ê, tại sao vừa rồi ngươi không nói ra? Đúng rồi, giáp mặt hỏi hắn để xem hắn nói gì. Như vậy có ích lợi gì? Họ sẽ tìm ra hàng trăm lý do để chối cãi. Trước khi tìm được tang vật, chỉ bằng không hành động. Không sai, không hành động thì tốt nhất. Nhưng chắc là Trình Nguyên đã biết rồi. Tiêu Thế Bá, tạm thời Thế Bá đừng có động thái gì nữa. Nhưng mà ta vẫn không hiểu, lương thực ở trong nhà tại sao trong một đêm đều biến mất hết rồi. Lão cứ yên tâm, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ tìm được chứng cứ. Nếu như có tin tức gì sẽ báo cho Từ Thế Bá biết ngay. Ngươi nhất định phải điều tra ra, nếu không lỡ chết không được cam tâm á. Thế Bá cứ yên tâm, tiểu đệ sẽ làm hết sức mình. Lão trông cậy hết ở ngươi. Chúng ta đi. Dạ. Được, ngươi làm rất tốt. Ngươi chuyển lương thực đi kịp thời để cho bọn họ không tìm được gì. Đây quá là công đầu đó. Thuộc hạ luôn cho người giám sát Từ Khiêm nên mới nắm được tiên cơ. Lão già Từ Khiêm đúng là luôn làm hỏng chuyện của ta. Coi ra không thể giữ lão lại rồi. Có cần thuộc hạ cho người xử lý lão hay không vậy? Không cần không cần. Chuyện này hãy để cho họ làm đi. Cho dù xảy ra chuyện cũng không điều tra đến chỗ của chúng ta. Có hiểu chưa? Ha 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 ha.
Trừ khử Từ Khiêm thì dễ rồi. Ngươi có đối phó nổi Đường Chân không? Hạ Quan có thể lôi kéo hắn ta đó. Được, ngươi làm được thì tốt. Từ Khiêm cứ giao cho bọn ta. Ngươi về đi. Dạ, Hạ Quan cáo lui. Nếu trông cậy ở ngươi, ta còn giành được thiên hạ không? Đoàn Ngũ. Có. Từ Khiêm giao cho ngươi đó. À dạ. Trang chủ, còn Đường Chân thì sao? Nếu như hắn dám chống đối lại ta, e rằng Đăng Châu lại phải đổi thông phán rồi. Động thái của bọn người. Nhất cũng có thể tránh tay mắt của người khác. À, Tiền Trang Tứ Hải. Không sai, rất có khả năng. Nhưng mà chúng ta phải điều tra thế nào đi? Vũ Trúc. Hả? Thiếu gia. Tối hôm qua ngươi ngủ không ngon sao? Thiếu gia, từ lúc thiếu gia tới Đăng Châu á, đâu có đêm nào tiểu nhân được ngủ ngon đâu. Tại sao vậy? Tiểu nhân cũng không biết nữa. Tóm lại ngày nào cũng có hàng đống chuyện không hiểu. Ngay cả trong lúc ngủ cũng suy nghĩ, thì làm sao có thể ngủ được? Không hiểu thì đừng suy nghĩ nữa. Nhưng mà không suy nghĩ là không được. Ngày nào cũng phải đối mặt đó. Phiền thiệt. Những chuyện đó ngươi không cần phiền, đều là chuyện của ta mà. Thiếu gia, tiểu nhân đang phiền cho thiếu gia đó. Trước đây khi chúng ta còn ở kinh thành tốt biết mấy, một chút chuyện phiền lòng cũng không có. Thiếu gia, hay là tụi mình về đi. Ngươi lại nói nhảm rồi. Thông phán Đăng Châu là hoàng thượng khâm phái, làm sao có thể nói về là gì? Hơn nữa sự việc vẫn chưa điều tra ra lẽ. Cho dù triều đình có triệu ta về, ta cũng không về đâu. Sau này đừng nói nhảm nữa. Tiểu nhân chỉ nói vậy thôi. Vũ Trúc. Dạ thiếu gia, sau này tiểu nhân không có nói nữa. La 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 la. Tiến công tử. Mới sáng sớm hai người làm gì ở đây vậy? Triển công tử, giờ rồi thiếu gia đang dạy tôi đó. À, vậy thì chắc người gây phiền phức gì rồi. Làm gì có, tôi chẳng qua chỉ là ngáp mấy cái thôi mà. Cái gì? Đường Chân, vậy là ngươi không đúng rồi. Ta ta muốn nói chuyện Tiền Trang Tứ Hải với ngươi. Chúng ta ra đại sảnh đi.
Có chuyện gì không thể nói đây vậy? Người im miệng đi. Đi. Vừa rồi không thích hợp, bây giờ ngươi nói đi. Tại sao vừa rồi không thích hợp? Thông phán đại nhân của ta, ngươi xem chỗ này là phủ thông phán của ngươi sao? Muốn nói gì thì nói hả? Ta không hiểu ý của ngươi. Rất đơn giản, người trên dưới ở đây đều là châu nha của Trịnh Nguyên phái đến, ngay cả nha dịch canh gác ở trước cửa cũng không ngoại lệ. Ngươi tưởng họ sẽ không đem chuyện của chúng ta và chuyện xảy ra ở đây báo cho Trịnh Nguyên biết từng chuyện một sao? Phải rồi, sao ta lại không suy nghĩ đến chứ? Ngay cả chuyện của Từ Khiên cũng vậy, nếu họ không báo cho Trịnh Nguyên biết, làm sao Trịnh Nguyên biết Từ Khiêm đã tìm chúng ta, làm sao có thể chuyển số lương thực đó đi? Vậy chúng ta phải làm sao đây? Đúng rồi thiếu gia, có thể khiến họ rời khỏi đây. Rời khỏi đây hả? Họ đi hết, chuyện ở đây ai làm? Phủ thông phán lớn như vậy, riêng chuyện quét dọn cũng đủ để ngươi và Đường Phúc mệt chết rồi, đừng nói là nấu cơm nấu nước. Nói tóm lại, cho họ rời khỏi đây là không được. Nhưng nếu để họ ở đây, không phải không bao giờ thoát khỏi giám sát của Trình Nguyên sao? Sau đó làm sao điều tra tội chứng của Trình Nguyên nếu như hắn... Ta tin là chuyện này chưa nghiêm trọng như vậy. Có lẽ bây giờ Trình Nguyên chưa dám công khai làm chuyện bất lợi với ngươi, chỉ cần chúng ta cẩn thận hơn là được rồi. Sau khi bao đại nhân đến đây, có số binh sĩ giúp đỡ, kêu họ rời khỏi đây vẫn chưa muộn. Bây giờ chỉ có thể như vậy thôi. Bây giờ ngươi nói chuyện tiền trang tứ hải được rồi. Tối hôm qua, chúng ta đoán Trình Nguyên sẽ giấu tiền phi pháp ở tiền trang tứ hải. Nhưng phải chứng minh như thế nào đây chứ? Sổ sách. Sổ sách? Ngươi muốn nói sổ sách của tiền trang tứ hải sao? Không sai. Mỗi một khoản tiền của tiền trang đều được ghi chép rõ ràng trong sổ sách. Trong sổ sách không những điều tra được Trình Nguyên có bao nhiêu tiền phi pháp, hơn nữa còn là tội chứng tốt nhất. Được rồi, vậy chúng ta mau điều tra đi. Tiền trang tứ hải có đưa sổ sách cho ngươi không? Hình như là không. Dĩ nhiên không rồi. Nhưng lực lượng của quan phủ đang nằm trong tay Trình Nguyên. Chúng ta cũng không thể lấy danh nghĩa quan phủ buộc họ giao sổ sách ra. Muốn lấy sổ sách cũng không khó, chỉ là không thể dùng cách của ngươi, mà phải dùng thủ đoạn giang hồ để ăn cắp sổ sách đó. Không, như vậy không được. Sao vậy? Ngươi có cách tốt hơn sao? Điều này... Đây gọi là kế quyền hạn. Ngươi yên tâm, chuyện này giao cho ta. Mệnh quan triều đình, thông phán Đăng Châu như ngươi phụ trách xem sổ sách là được. Vũ Trúc, đến lượt chúng ta ra tay. Hả? Trong này còn có chuyện của ta hả? Ngươi đừng có sợ. Không phải muốn ngươi đi ăn cắp, cũng không phải muốn ngươi đi cướp. Ngươi chỉ cần đi điều tra tiền trang tứ hải với ta thôi. À, được rồi. Chúng ta vào đi. Không vào thì đến đây để làm cái gì? Vậy chúng ta vào trong làm gì? Ta hỏi người, tiền trang làm gì vậy? Gửi tiền hay là rút tiền? Không sai, chúng ta đến gửi tiền. Ngươi có bao nhiêu tiền để gửi? Hôm qua chúng ta đã thắng bao nhiêu tiền? Thì ra ngươi muốn... Sông Bạc Ngân Câu và tiền trang tứ hải đều cùng một ông chủ, Lý Khôn. Điều này gọi là lấy xương của hắn hầm canh cho hắn ăn. Cầm lấy.
Đến tôi. Đến tôi. Cái gì vậy? Từ từ chứ, chen lắm quá. Tôi chưa lâu quá vậy. Làm gì mà chen dữ vậy? Đúng rồi, từ từ đi. Để em lại đây. Tiếp theo. Tiếp theo. À, tới tôi. Sao lâu quá vậy? Chậm chút đi ông ơi. Người tiếp theo. Tới rồi kìa. Mời dùng trà. Mời trưởng quầy các ngươi ra đây. Dạ. Triển công tử. Tiên sinh có người tìm ông. Vậy công tử này ông là trưởng quầy hả? Không phải, tại hạ là phòng sổ sách thôi. Công tử muốn tìm trưởng quầy chúng tôi để người ta tìm là hắn, ngươi không được. Có chuyện gì kêu tôi làm là được rồi. Vậy sao? Ngươi khẳng định chuyện ta nói ra ngươi sẽ làm được chứ? Điều này mời trưởng quầy các ngươi ra đi. Điều này nhưng mà công tử muốn tìm ta hả? Thì ra là Triển công tử. Chúng ta gặp nhau rồi sao? Dĩ nhiên là gặp rồi. Hôm đó trong lúc đón gió cho đường đại nhân ở Nghinh Tân Lầu, tại hạ với Triển công tử ngồi chung bàn mà. Là ngươi hả? Ngươi tên là? Tại hạ Điều Tán, là trưởng quầy của Phân Trang Tiền Trang Tứ Hải Đăng Châu. Thì ra là Điêu trưởng quầy. Tại sao ngươi biết ta họ Triển? Nghinh Tân Lầu, Tiền Trang Tứ Hải, Đỗ Phường Ngân Câu đều là sản nghiệp của Lý Trang chủ chúng tôi. Đại danh của Triển công tử chúng tôi đều biết hết rồi. Thì ra là vậy. Triển công tử đây muốn rút tiền mặt hay là chuyển hối? Ta muốn mở một tài khoản ở Tiền Trang của ngươi. Vũ Trúc. Dạ. Đưa vị tiểu huynh đệ này đến quầy mở tài khoản cho Triển công tử đi. Dạ được, mời. Triển công tử, đường đại nhân vừa mới đến Đăng Châu, dĩ nhiên là hết nhiệm kỳ mới rời khỏi đây. Không biết là Triển công tử có muốn ở lại Đăng Châu lâu dài hay không? Điêu trưởng quầy quan nghênh ta hay là không quan nghênh? Dĩ nhiên là quan nghênh rồi. Vậy thì tốt. Ta đến Tiền Trang các ngươi mở tài khoản chính là hy vọng ngân lượng ở Tiền Trang ngày càng gia tăng. Dĩ nhiên ở lại càng lâu càng tốt. Ngươi nói có đúng không? Ở Đăng Châu này công tử có mua bán à? Ta mới đến, vẫn chưa có dự tính gì. Nhưng mà nghe nói Lý Trang chủ các ngươi có sản nghiệp lớn, không biết có thể chỉ điểm cho một con đường không? Dạ. Tài hạ nhất định sẽ chuyển lời đến Trang chủ để ông ấy lưu ý cho Triển công tử. Vậy thì làm phiền Điêu trưởng quầy. Khách sáo. Sổ sách của họ để trên lầu 2, sau trời tối để sẽ đi lấy. Ta cũng không còn cách nào khác. Tùy ngươi vậy. Đúng rồi, để quên cho huynh biết chuyện này. Chuyện gì vậy? Đệ đã bán huynh rồi. Bán ta? Để cho họ cảm thấy huynh có khả năng hợp tác với họ. Cái gì? Sao công tử làm gì vậy? Trời ơi, đừng có nóng ruột. Đệ chỉ muốn thăm dò hắn thôi, sau đó nhân cơ hội này để gặp Lý Khôn, tìm thêm một số manh mối. Đợi bao đại nhân đến rồi mới tính đi. Quỳnh nói như vậy là ý gì? Ý ta là không bao lâu nữa đại nhân sẽ đến Đăng Châu, ông ấy nhất định sẽ có cách hiệu quả hơn để nắm được tội chứng của Lý Khôn và Trình Nguyên. Quỳnh không có lòng tin ở Quỳnh hay là không yên tâm với đệ? Mm-hmm.
Nếu để Bao đại nhân xử lý chuyện này dĩ nhiên là tốt, nhưng huynh không bao giờ có cơ hội rèn luyện bản thân. Nếu chuyện gì cũng đổ lên người Bao đại nhân, tại sao hoàng thượng còn phái huynh đến Đăng Châu làm thông phán? Đúng rồi, xấu hổ thật. Huynh đừng có chán nản, cứ từ từ đi. Để tin rằng huynh nhất định sẽ là một vị quan tận trung tận lực. Triển công tử, Triển công tử, bây giờ chúng ta sẽ đi đâu? Bây giờ chúng ta không đi đâu cả. Hả? Hơn nữa cho dù muốn đi cũng là một mình ta đi, không cần đến ngươi. Tại sao vậy? Ta vừa mới bắt đầu cảm thấy có ý nghĩa, sao ngươi lại không dẫn ta đi? Tại vì bắt đầu từ bây giờ, nơi ta muốn đến sẽ có chút nguy hiểm, cho nên tốt hơn hết ngươi ở lại hầu công tử của ngươi đi.